nhất. Là mua Momo được rồi. Ok. Mình sẽ chuyển sang content build team cho nó vui. Mình sẽ kiếm một cái account này nó thừa BP một chút. Mình ngồi mình build team. Đá mãi mấy con này nó cũng chán. Build team cho nó vui. Tự nhiên là có ông em ông gửi cho mình cái video. Ông em ông gửi cái video cùng xem phát. À đây à. Clip không công khai. Cái kênh này là cái kênh làm phim của bọn mình. Anh em mà không biết thì kênh này là tôi tham gia phát triển nó cũng 2 năm rồi. 2 năm cuối năm mấy thằng em nó làm cái video tổng hợp các phim streamer Bình Bè đã tham gia thì đéo biết, tôi đéo biết là tôi đóng bao nhiêu phim cùng với team rồi, toàn vai phụ thôi. Đây là team làm phim của mình nhé anh em, follow phim ấy. Hiện tại thì kênh cũng được nhiều phim khá là hay ho rồi. Xem nào, có những bộ phim mẹ quay chồng cả đít ra thì lại đéo ai xem, có những bộ phim mà quay trong thời gian khá là ngắn thì lại được ủng hộ khá nhiều, lên đến độ 5-6 triệu view rồi. Ví dụ mời cả Payo về đóng này, anh em ở cộng đồng FIFA chắc biết Payo đúng không, mời Payo về đóng phim lèo ba lèo bèo còn ít hơn cả clip review cầu thủ của mình nữa. Tóm lại hên xui nhưng mà vẫn làm thôi. Xem nào, xem clip nào. Chào Quốc Nguyễn nha. Dưới đây là món quà tri ân dành cho ơ. Để tôi xem nào. Chào anh ạ. Anh ơi, em đến giao giày cho anh ạ. Tôi biết là cậu mang giày. Tóc tại phêu sao lâu vẫn nhìn thế? anh em ạ. Anh ơi, thông cảm tí bởi vì đường hơi tắc anh ạ. Thôi được rồi, may cho cậu tôi là người quen của sếp Tuấn đấy. Dạ vâng ạ. Được rồi, sản phẩm đang còn nguyên vẹn, đang còn rất là tốt ạ. Được rồi, cảm ơn cậu nhé. Dạ vâng, anh cảm ơn anh ạ. Đi là từ năm ngoái. Phim này là cái phim lúc vừa rồi ấy, là hôm đấy là mình đi bình luận giải FIFA ở Sony Show. Thế là về quay vội quay vàng ấy, là cảnh đấy quay bị lỗi nhưng mà mẹ anh em ngại quá thì đéo quay lại nữa vì mình không quên quên xin lỗi, mình không nhớ lời thoại ấy. Mình nói câu nó bị lỗi. Thế mà thôi. Thế là giữ nguyên quả đấy luôn. Nhìn xấu nó chịu được, tóc tai fail vãi. Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi, nếu như mày cứ cố chấp với cái quyết định của mày thì tự mà lo thân cho mình đi. Kết quả phim đánh giày đấy mà hơi bị nhiều lượt xem đấy, mấy triệu lượt xem ấy, phim đánh giày đéo hiểu sao đấy, bảo là thực ra là sản phẩm nào bọn tôi làm thì nó cũng mang tức là công sức anh em bỏ thì nó cũng như nhau á. Thế nhưng mà có những sản phẩm thì nhiều view một cách đột biến, có những sản phẩm thì éo ai xem vậy, lạ thật. Nên là nếu mà những sản phẩm nào nó không có ai xem thì anh em có thể là view hộ cho mình lên kênh TW Media, TWS Media, anh em xem giúp mình xem là tại sao mà mẹ nó lại không hấp dẫn. Thì anh em xem và đóng góp ý kiến, bởi vì bao giờ cũng thế, một cái sản phẩm mà bọn mình làm ra thì vì đứa con tinh thần mà với cái góc nhìn của bọn mình lúc nào bọn mình thấy hay hết á. Bọn tôi làm cái đéo gì bọn tôi cũng thấy là chúng tôi hay vẽ nổi nhưng mà khán giả thì có thể không thấy hay, cho nên là chính các bạn ấy, nếu mà các bạn xem mà các bạn bảo là ở phim này đoạn này không hay này, chỗ này không tốt các thứ này thì anh em cứ comment để đoàn làm phim chúng tôi chỉnh sửa.
đánh giày có 350 đấy à? Tuấn này, dạ, cậu xem đi. Tại sao cái hợp đồng này cậu lại ưu giá thấp như vậy? Đây là một khách hàng rất tiềm năng mà họ chỉ quan tâm đến chất lượng thôi, tiền đâu có quan trọng. Thưa anh, em sợ nếu mình đẩy giá cao quá so với thị trường thì không những mất khách mà có thể mất cả uy tín. Đáng lẽ cái hợp đồng này là cậu phải ưu giá gấp 5 lần giá sàn. Tết nhất đến nơi rồi, định không cho anh em ăn Tết à? Dạ. Cầm về mà xem đi. Lần sau đừng có để tình trạng nó diễn ra nữa nha. Đúng là không thì khá được. Đẹp, đoạn này đóng đạt vãi lều. Lần đầu tiên là tôi thoại một câu nó dài như thế, nó tận 4 câu liền. Thuộc lời thoại, khả năng thuộc lời thoại đỉnh cao của mình là không bao giờ mình thuộc quá một câu. Nhưng mà quả đấy mẹ, thoại được 4 câu. Thánh đéo chịu được. Ngầu lòi. Đẹp con mẹ quả này. Ui sát thủ ấy lên. Sát thủ nhưng mà nhìn mặt hơi ngu. Cô ngồi đi. Chào em. Đoạn này nó ngồi mẹ lên cái dây kéo rèm. Sau việc lần trước thì khách hàng có gọi điện cho cậu không? Dạ không. Sau một tuần em có gọi cho họ hỏi có vấn đề gì không thì họ bảo không, tốt ạ. Có vấn đề gì không anh? Hôm qua thì họ có gọi điện cho tôi. Tôi đã suy nghĩ và quyết định là cậu nên biết chuyện này. Vâng, anh cứ nói nếu có vấn đề gì sai sót thì em sẽ cố gắng khắc phục để khách hàng hài lòng hơn. Cậu đương nhiên là phải chịu trách nhiệm trước vụ này rồi. Lần trước tôi đã nặng lời với cậu nhưng tôi nghĩ là cậu phải trải qua những việc như thế. Từ giờ, cậu sẽ phải là người chịu trách nhiệm trước toàn bộ đội cho các khách hàng. Anh nói gì em chưa hiểu. Tôi nói là kể từ tháng sau cậu sẽ là trưởng phòng chăm sóc khách hàng. Dạ. Có thật không ạ? Bởi vì khách hàng đã rất hài lòng, họ không những đề xuất 5% hồng cho cậu mà còn trực tiếp mang về một bản hợp đồng nữa, với điều kiện là cậu phải tham gia. Dạ. Chúc mừng trưởng phòng Hoàng Tuấn. Dạ vâng, anh cảm ơn anh. Rất xứng đáng. Lộ hai của anh là tốt nhiệm vụ của mình ạ. Anh em nhìn kỹ đoạn TV. Lộ hai. Anh em hôm nay rank tiếp nha. Giờ tôi đi solo Yasumi đây. Rồi anh em theo tôi thì nó kêu. Ô kìa. Kìa. Ơ. Hai phim đóng cùng một chỗ. Từ từ. Đợi tôi chết lại máy xem nào. Ơ. Có thể sao nhỉ? Rồi ôi, cái dàn máy đẩy tống sao phù hợp với cuộc sống rồi chim ơi em. Mua ngay cái dàn mới đi em ơi. Nhưng mà em làm gì có tiền hả anh? Không có tiền. Thế thì sang nhà anh. Có quần khám nhấm trụ được. Trời mới, điều hòa mát rượi, tối nay sửa chim. Thật ạ? Thật chứ sao không? Đúng luôn ạ? Được. Có quần kìa. Còn cái dàn máy cũ này của em làm sao? Có nó lại xuống đúng chỗ đấy thôi. Hợp lý với gì? Nhưng mà... Nhưng cái gì nữa để anh bảo mấy thằng đệ anh sang xử lý giúp cho. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì nữa. Đoạn này phải đóng tầm đâu đấy 15 hay 16 lần. Chưa chắc đã phải lấy cũ. Đây là PC Market, nơi mà đồ cũ không cần thiết phải vứt đi mà hoàn toàn có thể được đổi mới. Nhưng mà anh ơi, con này nó nát lắm rồi. Không sao cả, dù bệnh tật, ốm nhẹ hay là ốm nặng, miễn là chưa chết thì đều có thể đổi được. Đến với PC Con mới chưa chắc là phải đấy. Wow. Đấy, nãy giờ các bạn toàn xem phim phản diện rồi. Giờ đến đóng vai chính diện này.
Vai này vẫn là vai ngu. Em mới đèn. Bao giờ mình mới được đóng vai anh hùng ta? Bánh ngon nhở? Trời ơi, con đang ở đâu đấy quen? Con có làm sao không? Cố tìm con mãi đấy. Xin lỗi, anh là bố cháu bé à? Tôi là cháu bị lạc trên phố. Tôi là bố cháu. Mày đi diễn quá, đến lúc quay ra là chẳng thấy các thằng bé đâu. Thực ra, cháu suýt nữa bị đám người xấu giàn cảnh bắt cóc trên phố. Nhưng rất may, cháu đã nhanh trí ra hiệu cho tôi. Ôi thật thế ạ? Cũng may mà gặp người tốt như anh. Gì đâu anh, tôi chỉ tiện đi qua thôi mà. Cảm ơn chết. À, Ken ơi, nhớ ngoan nha con. Ơ kìa, ít nhất thì anh cũng phải cho tôi biết tên hay là số điện thoại chứ. Không sao đâu anh, có gì mình sẽ gặp lại mà. Bà ấy đóng đơ đéo chịu được. Công nhận là hôm nay đóng đơ vì là có những cái đoạn mà đóng nó đạt đạt ấy. Thì... kiểu người dân xung quanh, đấy là bọn mình ở trong cái bến tàu chỗ Khâm Thiên ấy. Thì cái khu đấy là cứ 15 phút là tàu nó chạy qua một lần. Cho nên là cứ dọn ghế các thứ ra, chuẩn bị set up đồ đâu ở đấy, quay vội quay vàng khoảng 1-2 phút là tàu nó lại chạy qua. Thành ra cái lúc mà quay nó được ấy, thì lại đúng mà là vào cái lúc mà người dân người ta chạy tàu. Thế là nó bị hỏng cảnh, phải quay lại. Mẹ bực vãi cả lái ra, quả đấy là đóng cũng hơi mất công. Và cuối cùng là cảnh quay ấy, khi mình xem lại mình đéo ưng tí nào, mặt mình luôn đơ vãi cả cứt. Hôm nay bố có quà cho dế này. Wow, đẹp quá. Wow, dế ơi, dế muốn mang gì về cho dế này? À, bánh trung thu. Con cảm ơn bố nhiều lắm. Ơ, bố ơi, sao ở trong hộp lại thiếu một cái ạ? Tôi vẫn còn chưa biết tên anh đâu đấy. Tôi là Long. Thế còn anh là... Ừ, mình cứ lên xe đi rồi anh chết. Tên kênh là gì sếp ơi? Đây này. Tên kênh à? TWS Media. Nghe mấy. 2 năm rồi, chưa được 100k sắp. Làm gì hết là quần. Anh em vào sắp hộ cho nó lên 100k cái Tết này cho nó tươi. Kiếm cái tích xanh. Em về Bắc Ninh. Ơi, đây chúng ta cùng đường mà. Xin chào gia đình. Bố bảo tôi có một món quà nhỏ này cho các bạn đây. Nào các anh em. Anh em thấy tôi có kiểu nhớ lân không? Đéo đẹp bằng hai cân ít nữa. Bảo là cố lên đoạn ngu nhất của mình. Bảo Ngọc là một thương hiệu bánh truyền thống và lâu đời ở Hà Nội. Sáng nay anh phải ra rất sớm để mua về cho hai mẹ con được đấy. Em mời anh. Vâng, cảm ơn anh. Này, bố mời Ken này. Hà Nội ơi, nhớ về mùa trăng sáng ngời. Khắp phố phường ai cũng mừng vui. Bảo Ngọc ơi, nhớ mãi không quên vị thơm ngon trong bánh trung thu. Phim này mới public tuần trước rồi phải. Thưa cháu. Úi trời ơi, mẹ nghe thấy không? Mặc áo comblê đẹp vãi lều ra.
Đấy, đây mới là cái trang phục thường ngày của tôi này. Còn anh em xem thấy trên stream nhìn nó nhếch nhác này chủ yếu là do diễn thôi, anh em hiểu không? Còn mẹ trang phục cái này mới là trang phục bình thường hàng ngày của mình này. Đẹp phải nổi à. Đấy, trời. Chuẩn quá. Trên stream là diễn thôi, anh em hiểu không? Cố tình ra vẻ nhếch nhác thôi, anh em gọi là đừng coi thường người khác. Thế là tôi lại phải đưa ông đi câu chuyện như thế này đây. Có gì anh thông cảm nhé. Vâng, không sao đâu anh. Có cô ông vàng dễ thương này rồi. Cháu chơi cùng. Và bàn công việc tiếp anh nhé. Đây, quán nhà em đây. Chơi về cà phê nhập khẩu anh ạ. Mấy ngôn. Thì hiện tại thì cửa hàng em đang muốn mở rộng chuỗi kinh doanh về cà phê nhập khẩu cũng như là xì gà, rượu vang ạ. Cái gì có mấy cái hình như tiếng con mấy cái mấy hôm anh em cứ bảo tại sao để râu dài các thứ ấy là để râu để đóng phim, anh em hiểu không? Người ta có cái lịch gọi là quay phim đóng vai này vai kia, để râu thì nó tốt hơn đấy, đấy kiểu kiểu đấy, mình mới để râu thôi, còn đúng ra này mình vẫn để cà phê cho tôi đấy. Chuyện gì đây? Bác ơi, sao lại không thở được nữa anh? Có cứu? Dạ vâng. Trời ơi, con ơi! Con làm gì đấy? Ui! Ai cho nó kẹo đấy? Tôi anh em, để đưa cháu đi bệnh viện đã. Đi với bố mà. À không, cứ tưởng lộ xịp, hóa ra không phải. Ui, cái này cái áo trắng anh em ạ. Nhìn nó lộ xịp, thẹn quá. May không đúng. À bắt đầu. Lần trước tôi đã là người với cậu, nhưng mà tôi nghĩ rằng cậu sẽ phải chuyển qua trạng thái như thế. Đập vỡ ngay. Mình bảo các anh em rồi, mình chỉ thoại được tầm độ một câu rưỡi thôi. Đấy, sang đến câu thứ hai là quên mẹ lời rồi. Đó là cái này là phải để ngay cái điện thoại ở trên bàn ấy, để đọc lời thoại, vừa diễn vừa liếc. Dạo này tôi không thuộc được thoại, thành ra là không đóng vai chính được. Chỉ đóng mấy cái vai gọi là vai ác hay vai phụ thôi. Vấn đề là do không thuộc lời thoại. Bởi vì khách hàng đã rất hài lòng, họ không những đề xuất đấy, sao mẹ lag đúng 5% hoa hồng cho cậu mà còn trực tiếp mang về một bản hợp đồng nữa cho công ty với điều kiện là cậu phải trực tiếp. À thì cả hai lời trực tiếp. Cuối sao nó lại cắt thế nhỉ? Đang là một người sếp đúng đắn nó lại bảo nó lại cắt cái đoạn đi mẹ vào. Anh em làm ăn thế. Này. Tự nhiên lại cắt. Công ty với điều kiện là cậu phải trực tiếp. À thì cả hai là trực tiếp. Lạ thật đấy, đang đúng đắn như thế nó lại cho cái giữa hơi mà. Ok, được rồi. Bây giờ thì mình sẽ ngồi build team cho nó vui. À, rất cảm ơn mấy cô em làm video cho anh. Cái clip này, clip nó không public cho nên là anh em nhìn nó có mấy lượt view ấy thôi. Sắp tới mình sẽ tự quay vlog cho nó vui. Lúc nào cũng clip phì phà chả lắm.
À, anh em chờ đi, à, mình sẽ vào account để xem chúng ta sẽ build team như thế nào. EA Sports. Anh em mà không phiền thì cho mình xin một chia sẻ video. Vài bố chồng nàng dâu à? Sẽ